Hey. Sẽ setup mấy cái về thứ đã. Đây, đây mic. Và đây là cái monitor, tắt nó đi. Cái monitor của ông Bắc cất đi. Xài hư ông Bắc đền. Thứ nhất là cái clip này dành riêng cho các bạn mới vào nghề. Chúng ta là editor, edit bự. Để các bạn nhận được job hoặc là nhận được một công việc full time thì nó là cái show reel. Reel nha, đừng có fake nha, đừng có chôm của người khác về làm show reel. Giống như trước tôi làm một cái công ty, má ơi, suốt ngày mấy đứa bạn nó gọi: ê, sao công ty mày xài cái project của công ty tao? Chết mẹ chưa, nói chung mệt mỏi lắm. Điều đầu tiên nhất của cái nghề này là sự trung thực. Nếu các bạn không trung thực thì các bạn đéo làm được cái nghề nào hết, trừ cái nghề cần đến sự lộn xào. Khi các bạn chưa có công việc, ok, ai cũng nóng lòng vì đó là má không có tiền sao sống. À, làm sao để có show reel nữa, dễ mà. Bay đã quay vớt vẩn, quay giới thiệu cái thẻ. Đây là cái thẻ nhớ 32GB của Toshiba. Và đây là cuộn băng keo đen. Cái nghề này thì nó có nhiều mảng khác nhau, không phải. Thực sự á, cái hồi mà mới tập làm phim, làm video, làm clip đồ á thì mình quay bằng cái con máy compact Nikon S2006, máy đó mua có 1 triệu mấy. Đến với cái nghề này nó cũng khá là thú vị, chẳng qua trường lớp khỉ mẹ gì hết á. Mua cái máy về kêu tụi bạn nó chỉ: ê, máy này xài làm sao mày? Cái xong rồi nó chỉ rồi. Mới đầu thì má nó chỉ xài cho cái máy compact, ok, tao xài cái compact. Thì hồi đó mình dựng clip cho một cái nhóm thiện nguyện mà mình đã lập cũng khá tốt, đầy đủ nội dung. Quên bậy, má hồi đó làm trưởng nhóm, đánh giá, tự đánh giá video mình luôn ghê. Mỗi lần đi sự kiện đi gì đó mình kêu gọi tiền bạc, chứ không phải kêu gọi người tham gia, chứ mình không kêu gọi tiền bạc. Quay xong rồi về bỏ vô cái phần mềm Windows Live Movie Maker, một phần mềm thần thánh của Windows. Rồi cắt dựng trên đó thôi. Còn ai không biết thì đó, Windows Live Movie Maker tải về có phiên bản tiếng Việt, má thích cái gì thì vô đó nó chỉ. Đó là cái phần mềm nó má nó show symbol. Đấy thì mình dựng trên đó rồi sau này đi chụp event cho công ty. Má lộn rồi, nói đi thôi. Thì quay lại vấn đề là thứ nhất là các bạn phải chuẩn bị cái show reel. Làm sao để có show reel? Đây là cái tool, đây là cái viết, đây là con dao, đây là gói thuốc. Nếu các bạn chưa thêm nghề quảng cáo thì như thế này, hãy giới thiệu đây là tiếp keo dán ro của xe máy. Giới thiệu làm sao đó để khi mà cái người sản xuất ra cái tiếp keo này họ gọi điện cho bạn, họ kêu đụng nó mới làm xấu quắc rồi. Không phải, khi nào mà họ gọi điện cho bạn để họ xin clip này để họ chạy quảng cáo của họ thì lúc đó bạn đã thành công rồi. Cái việc PR của mình hay làm mấy cái, mình có cái portfolio đó, mình hay up trong mấy group thì thế thôi. Khách hàng tự động mail cho mình: ờ, anh có bạn báo giá không, rồi anh thế này như thế nọ, ok, thì muốn gì thì mình báo giá nấy. Còn khách mà tìm cái người sản xuất mấy cái clip á thì mình gửi làm cái báo giá này này đó, và gửi thêm cái portfolio: đây là những sản phẩm ta đã làm và mình mới được job. Thế thôi, nói chung mấy job mini bé bé xinh xinh thì dễ thôi, có gì đâu. Tôi nói thiệt á, các bạn đừng có vô mà comment inbox người ta đã đăng cần tìm một cái ekip như thế nào đó để sản xuất cho họ một cái viral hay là review hay là một cái series review hay một series talk show gì đó, thì làm ơn gửi báo giá và cái sản phẩm mình đã làm cho nó chuyên nghiệp. Thế thôi, má vô đọc thế, inbox, tao đâu có rảnh mà tao inbox cho tụi bay. Rồi thứ hai nữa, thực sự hôm năm nay thì mình không có đăng tuyển cái gì hết. Thì mình đã nghỉ làm full time thì mình không có đăng tuyển gì hết, mình chỉ đăng mấy cái show reel, cái portfolio của mình thôi, thì để cho khách ai cần thì họ sẽ
tự động mail cho mình. Và có một số bạn không biết, nhiều lúc nói ra từ này nó cảm thấy gọi là tội lỗi, nhưng mà tay nhanh hơn não. Mấy ngày nay toàn nhận được mấy cái tin nhắn: anh tuyển edit đúng không ạ? Em mới vào nghề, anh cho em được trải nghiệm thử được không ạ? Trời, đủ mới đi làm ăn tiền mà thử lỡ fail một cái rồi sao? Đi làm ăn tiền mà thử gì mà thử, fail một cái thì chết luôn, né nhìn nhau cười luôn. Muốn có được công việc thì làm ơn làm cái show reel và làm luôn cái báo giá gửi cho khách hàng. Còn khách hàng ở đâu ra thì chịu khó đầu tư cái content, viết caption hay một xíu, dựng cái show reel đẹp một xíu rồi xong. Cái show reel của bạn không có khó gì khó khăn cả. Ví dụ như bạn làm về brand thì làm ơn quay bất cứ cái thứ gì mà trong nhà bạn có, con dao, cây viết, cái thớt, cái quần què gì cũng được. Quay những cái góc máy lạ vô, độc vô. Thế thôi. Còn khi bạn làm về review, hãy review về cái cục pin. Trời chó chết, như vậy bạn sẽ có được một cái gì đó gửi cho khách hàng. Còn tôi những lúc tôi rảnh rỗi tôi làm, ngồi làm cái trò vớ vẩn giống như kiểu mà tháo cái len ra xong nhắn vô. Vậy nha, nhớ chuẩn bị, muốn có việc thì dễ lắm. Cứ chuẩn bị những thứ, thứ nhất là một cái show reel, thứ hai là một cái bản báo giá, và thứ ba là làm ơn đọc caption của người ta ghi cho kỹ. Người ta ghi là brand nào cần thì liên hệ. Vậy thôi, tôi không có đăng tuyển edit, ok.